Chú thì nói chung ra thì vừa chú cũng lo cho chú Vương, nó từ cấp 1 tới lên thì nó ăn học cũng được, cũng bằng khen được, cũng giỏi rồi, thì ra thì tỉnh thì huyện nó cũng được dễ, vừa nó cũng rồi vô học có hết cấp 3. Nhưng mà hoàn cảnh của chú thì nó cũng rất khó khăn, bệnh tình cho ta cho người vừa nó cũng lửa lúa ra mà chú cũng không biết cái cách nào chú xa chữa. Vừa chú nó bình thường nhưng mà ra nó bị đa ung thư, nó mất đó cả. Vương nhận được cái mấy cái giấy khen, bằng khen này của vị lớp 9 hay lớp 10 đúng không Vương? Dạ lớp 9. À, lớp 9 năm nay lên lớp 10 đúng không? Dạ. Lên cấp 3 đó ha. Dạ. Nhưng mà nhận những giấy khen này, học sinh giỏi này, rồi bằng khen của Trung ương nè quý vị ha. Đó, bằng khen mà để với trang kia đó. Mà giờ thì chú nói là vừa vừa mừng mà vừa lo. Mừng thì con mình nó học giỏi như vậy, mà lo là không biết rằng là con mình nó đi học như thế nào. Hay quý vị, hôm trước á thì cũng có một chú á, cũng ở bên Mỹ á, nói rằng á, là lo cho hai cha con đi vô Sài Gòn chữa bệnh quý vị ha, bởi vì cái chi phí vô Sài Gòn chữa bệnh là đi lại vé máy bay này kia là tốn rất là nhiều á. Và chú nói là chú về sẽ lo cho hai cha con Vương là 1 tháng, xong rồi chú đi vô lại Mỹ, nhưng mà không ngờ á, là chú bị bệnh á chứ anh. Chú cũng ba cháu bị nặng, đang nằm ở bệnh viện đó, chú đang nằm ở bệnh viện đó Chú không, thương chú tội kinh chưa, này. mà chú có cái tâm nguyện là chú về đây để mà chú giúp cho hai cha con Vương á. Cái giải nhì tỉnh đúng không ạ? Cái giải nhì nó không giá trị bằng cái này đâu, Cái này là đi được trung khuyến khích ương như mà. mình rồi trong cả nước luôn. Đúng rồi. Còn giải nhì là còn quyền nhất là cũng không có ý nghĩa gì bằng cái không? Cái này mới là lời dữ dằn nè. Dạ, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì hãy ghé thăm hoàn cảnh của hai cha con em Vương quý vị ơi. Bây giờ thì hãy cũng đã tới nhà rồi đây ạ. Xin mời tất cả cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Hôm nay hãy đi cùng với lại bác Phúc ở phía sau quý vị ơi. Rồi, đây rồi. Ơi, dạ chào chú nha. Ơi, chào Vương. Cha con gần đây khỏe không chú ơi? Khỏe chú, khỏe không? Dạ. Nói chung mùa nắng đó nó mệt, Vương đây ha. Sao Vương, khỏe không Vương? Bữa nay Vương học lớp mấy rồi hè? Dạ, năm lớp 10. Lớp 10 à? Dạ. Học sao vừa rồi, được học sinh gì vậy Vương? Dạ, được học sinh giỏi. Học sinh giỏi ha. Wow. Học giỏi. Đây, và giấy khen, bằng khen của Vương ở nhà ơi. Vương Vương nhìn đẹp trai ghê. Anh nhìn đẹp trai mà, anh giống như người Ấn Độ á. Cả cái lỗ mũi Vương cao kinh luôn á. Đẹp trai chứ bộ. Ủa, này Vương cao hơn anh Phúc rồi ta. Nè. Chú khỏi bằng cái quần ở chú ơi, bằng quần ầu ở chú ạ. Dạ. Thôi mình ra ngồi, mình ngồi nói chuyện chút cũng được. Miền Trung Hải thì tháng này trời nó rất là nóng cả nhà ơi. Anh Phúc có biết hoàn cảnh của Vương không? Có, xem hồi xưa từ đầu rồi. Tội nghiệp vậy. Sao mà cái vảy nến này cũng như vậy đó Vương hả? Không có chồ chả có còn một hám nó buồn. Đã bỏ cái dép rồi không? Ok, kệ nó đi. Cũng táp cái buồn nắng nắng rồi táp. Cậu đau không mà Vương? Nhất lắm á chứ. Nhất hơn lắm hả Vương? Rỉ máu rồi mà. Nhưng mà ủa chà, nhưng mà em có khử khử lây không? Tám nó táp rồi có đủ nó buồn ba để tự nhiên ha. Nhưng mà cái này á theo con biết không? Chính như bản thân con cũng vậy, đôi khi mình bị ngứa ngáy đồ trong người là con tắm này. Lá khế này, nước xả rồi đó, nấu lên đó, tắm rửa rồi, chẳng hạn như là người nhà con này, bác con bị tai biến á, nằm một chỗ, nằm chỗ gì đó là quanh năm suốt tháng là lau bằng nước chè, nấu bằng nước chè ra mình tắm những cái đó, nên là thành ra nó cũng hỗ trợ. Nhưng mà do tao cũng khiêm tắm nước lói lắm, lâu lâu cũng tắm nước lói. Cũng hay tắm, chạy dò. Nhưng mà nó ngứa nó ngứa quá mà nó ngứa dài mà tắm kỳ rồi không được. Kỳ rồi thấy kỳ rồi. Trời ơi, nhìn thấy khiếp quá nè. Ôi trời, sao chú bị nhiều đó, bị kinh lắm, thì mình nó rút và tại mùa nắng. Bắt rồi đi nè. Mùa nắng. Ô. Mùa nắng nó rút lại. Trời trời. Chân rút đúng rồi nè. Mùa nắng nó rút. Đây là phở phở lồng rang mà phở phở. Vừa nó đo động không được nữa luôn rồi đó, nó mệt quá, nó mệt, nó cái đi nó hành lên ngữ mệt đúng rồi, bây giờ nó đa trong cái nội tạng này dài dài này dạ cho nên là
là chú vừa chú bệnh tinh trong cái nội tạng nó nặng quá nên vừa chú cũng mà nó đóng lớp này luôn nè. Cái này là lần đầu tiên trong đời con thấy đây, chỉ có thấy ở trên thực tế là mình thấy ở trên trên ái thôi. Chứ còn ngày hôm nay là thấy luôn á. Ngứa nó ngứa mà nhiều lúc là gỡ kinh lắm, gỡ cái hầu gỡ trong đây mày đây. Trời ơi, ra hiện ra nổi em Phúc mày. Mà nếu mà gãi mà không cẩn thận nó trúng cái vải không giật lại là chảy máu. Chảy máu. Đây nè. Đó đó. Dài đó đâu được đi tước thì chảy máu chứ. Ngứa kinh lắm, nó khô do cái là ngứa, khô do cái là ngứa thì kinh. Vừa rồi đó chú con cũng có gửi tin nhắn cho Vương đó ha. Có chú cũng ở bên Mỹ đó, nó là tháng 6 này chú về để mà dẫn hai cha con em Vương vào Sài Gòn để khống chữa bệnh đó quý vị ơi. Mà thật sự cũng rất là tội nghiệp cho chú. Là chú bị bệnh, chú nằm bệnh viện đó chú. Vương đó, vừa rồi có đưa cho ba xem không? Có nói cho ba chưa Vương? À, để ghế tao đây chú cũng hẹn là tháng 6 này chú đặt vé máy bay luôn á, về để dẫn hai cha con em Vương đi chữa bệnh đó quý vị ơi. Mà cuối cùng mà chú cũng đau, chú nằm bệnh viện luôn. Nên nó là hai cha con em Vương thì chắc cũng lỡ, chắc cũng chưa có cái cơ hội để đi vô Sài Gòn quý vị ơi. Dạ. Vương mà lại có đi học hè gì không em? Dạ có. À. Dạ. Xe cộ là đi được với em hả? Dạ đi bình thường. À. Xe chú Hải mua cho đợt nữ nào có hư cái bình vừa cái roi mấy tầng tiệm nó đồ hơi triệu tốn bọt. Cái gì chưa bỏ đĩa ra cây sau đĩa bỏ rón mà chưa bỏ rửa lại cho rồi đi học. Vừa bỏ lỡ bình, chưa tha bình. Dạ, mấy năm rồi chứ 3 4 năm. Bà năm năm rồi cái lau quét. Vừa nấu tha bình hết nó chưa tha. Dạ. Chưa tha lỡ bình hư. Máy tính thì cũng xài được hả? Máy tính rồi xài bình thường ha. Có bị hư gì không? À vậy là ok rồi, học rất là giỏi đó bác Phúc. Giỏi. Khen rồi. Gần đây Vương vẽ bác Phúc nhìn mấy bức vẽ kìa, anh vẽ đẹp lắm. Từ cái này vẽ lâu lắm rồi. Đây nữa này. Nó vẽ lâu rồi mà biết nó nhiều nó vẽ. Đây này, cái này này, cái này. Ồ, nó thấm tường, nó thấm tường, thấm tường rồi nhất. Ái vô từ cái ái rỉ luôn á hả? Rỉ vô năng cái bởi treo cái tay nó bởi cái thấm là cái khổ kinh luôn. Yeah. Bác Phúc đi coi, bác Phúc chống thấm được rồi. Ở mình thì đó, nhà nào cũng thấm hết trơn. Lớp 8 là vừa Vương được giải nhất luôn á hả? Cuộc thi vẽ tranh biển đảo quê hương và chiến sĩ cảnh sát biển này. Cái bức ảnh này giờ ở đâu rồi Vương? Dạ. Cái bức ảnh này giờ ở đâu rồi? Dạ, bức ảnh nó được lưu niệm ở chỗ vẽ. À, là đưa vô chỗ nó lưu niệm hả? À, đó là. Không, cái này nè, cái này là giải thưởng kìa bác Phúc. Đây gì đây là giấy chứng nhận. Bác Vương này nhắc nhiều, nhiều. Nguyễn Điền Vương nè. Đây là gì đây? À, giấy hội thì thiếu niên tiền phong thôi chứ. Tự ghi đây. Mấy con giáo này YouTube bây giờ nó quét mấy con giáo này. Vậy chai mờ ở này nha. Chắc ạ. Thích màu là cho em nè. Ngồi qua cái này mà mấy con giáo này nó YouTube bây giờ qua cái gì cái là bản quy dựng được không? Đây ha, cái bức tranh nè. Ủa vẽ bằng cái chất liệu gì mà đẹp quá vậy Vương? Giờ màu nước mình thường. Vẽ đậm chắc quá vậy. Có chứ còn có hồn ghê á, có hồn thì có chiều sâu quá, bức tranh có chiều sâu quá. Cái này mà đúng ra giờ vương vẽ bán ra tranh được á Vương. Không, em nhiều lúc mình đam mê á, mình Vương biết không, mình làm theo kiểu đam mê mà có thêm thu nhập á em. Chứ không phải là mình vui á, mình làm giống vui. Vương giống như sau này Vương dự định là Vương chọn cái ngành gì đây hả Vương? Học lên lớp 12 rồi học đại học và chọn ngành gì? Thiết kế đồ họa. À, thiết kế đồ họa. Ok đó. Bây giờ hình như có thiết kế đồ họa bằng trên làm trên máy tính không á? Thì vẽ thì nó có lý ý tưởng nó vẽ rồi, giống như giờ vẽ mấy cái phim hoạt hình là vẽ những cái rất là nhiều thứ mà. Vương vẽ nhiều thứ lắm, nhiều sản phẩm lắm, nhưng mà giờ như là trường rồi mấy chỗ họ cũng họ cũng lấy mấy cái đó để họ trưng bày gì đúng không Vương? Dạ. À. Vẽ cho trường biết mà. Dạ. Vẽ cho trường biết. Cũng hay chứ, nói chung là cũng một tài năng á. Vương với lại Phúc ra ngoài này luôn đi để em đưa cái mic vô cho nó gần nha, dễ nghe hơn đó. Phúc ra ngoài luôn đi Vương. Chú cũng đau vậy đó, chắc không có đi làm được gì được chú ha. Chú cũng không đi lùm gì công, ở ngoài cũng quanh ngoài cho chú công nó còn hạt hành. Dạ. Chú cũng không có đi lùm được một cái gì. Dạ. Quá đau chú
nó đa chứ. Đa mà con gì nó bu quá chừng. Còn con cái mùi mùa hôi, mùi đồ con phù du á. Mừng tháng, mừng tháng, mừng tháng mùa này nó sinh ra đại vậy đó. Đây này chân mùa hôi mùa đồ con bu nè. Ai cũng bu nữa đó. Đây này. Chù chù ở dưới cái chân của vườn này, đây này. Đây, đây này. Nó vẫy nhiều lớp quá ha. Nó thấy cái lớp này nó mọc một sang lớp khác. Cái này mà là giống như nó bị trong máu mà. Nó tóm lại là bà đà nó nắng, cái đồ nắng nó nắng quá. Quá tóc mà hầu kỳ nó cũng nó nổi già mà vừa nắng quá cho nên thì cho con chịu không tháo. Không tháo chú à. Không tháo. Trời mưa cũng không tháo luôn đúng không chú? Trời mưa chứ nó mót. À nó còn mót chịu được trời bữa còn không có trời mưa là nắng. Là nhiều cái nó dẫn đây thằng đây nó nằm nó ra trong đây mà nó trò thọc thọc biết ra mà nó chịu không tháo. Còn riêng thì chú thì nó cũng đa rồi nó dừa nó hành vô trong nội tạng nó đa mà cái dừa mà có dọa dài nó đa quá chịu. Nó đa nè, nó đa dừa dọa dài quá nè. Dọa dài nó tối qua là chú cũng cũng vừa con cũng cũng gửi đến cho chú xin một cái khoản thuốc gì để trong cái nội tạng trong nội tạng á để cho chú chữa bệnh trong cái nội tạng đó thôi. Dài được trước chú uống thuốc gì đó. Dạ dài thì chú hầu gì không có uống đâu, uống qua thuốc tay thì anh đau quá rồi tiện thuốc tay thì uống không vô chứ còn. Nhưng mà có dạ dài với là đợt tròn mình đa kinh luôn á. Chú do là uống thuốc tay rồi nhiều quá lúc giờ dạ dài rồi. Nó lại quyết cốt nó lên trong cái đầu nó đa hầu có mái thoáng nằm luôn vậy đó. Cái này chủ yếu là giờ là như con thấy là uống mình ăn uống gì nó mát, nhất là uống lá cây đồ. Chú uống lá giờ dạ, chú uống lá nhiều chứ ít con như Vương tội thiệt à. Uống mấy cái lá cây để cho nó giải nhiệt cơ thể đó. Ăn đồ mát. Tính ăn rau ăn đồ ví dụ vậy đó. Dạ cho con thì ăn cũng gì cũng ngà cũng không có ăn cái gì thì có đồ mới dùng đó mà cũng ăn qua ngày rồi chút ra chút tôm chút có rồi vạt vạt vậy thôi vô ngồi đó thì anh Phúc ngó vậy mà giờ mình nấu cơm đó Phúc rửa chén này thấy không rửa chén là có chút có rửa bằng xà phòng mà đúng không là nó rửa cho nó sạch tay được không hay là rút lại mang được không được vừa ta co đây thôi rút bởi vì mon cái bô ta nó thẳng cái bô ta nó thẳng còn vừa mình rút bô tay vô không được hơi kéo này dài đấy. Cái này nó Vương cũng vậy đó Vương à, ngay cái này vừa nó to đây thôi đút vô tay vô nè từ bẻ ô hải này tay này nữa này nè tay này nè bữa nay đửa đây chứ bữa hôm trước nó già cánh lá nó già dèo mà đi không được nát quá nằm miết cái nhỏ đó khổ vậy là chú giờ chú lo cho Vương đi học cũng vất vả lắm chú ha chú vừa nó tốn rồi vừa cũng không đủ sức khỏe để mà đi lo cho chú công nó học mà vừa nó lên cấp qua nó học cũng được đó thầy cô giáo viên nó hạ cũng được đó mà vừa nó kêu vừa bo lồm nuôi không được thì nó xin nghỉ nhưng mà vừa không biết tính thô thì thôi vừa đĩa đó rồi co lợi chứ vừa chắc vừa bo mà lo không nổi thì chắc nó nghỉ chứ vừa qua cũng bệnh tật mà vừa không biết không có điều kiện sức khỏe để nuôi nó mà vừa đây tới cấp bo chi phí rồi cỏ rồi ai ăn uống này kia nói chung ra rồi trong cuộc sống trong gia đình cũng không đủ nữa mà đĩa đâu mà nuôi cho nó lên hạ cấp bo được. Nó nói biết để suy nghĩ mà qua cây thâu địa con rón đi rồi để qua co thử chứ không vừa con qua thay bo cũng khổ. Tội nghiệp quý vị ơi, bởi vì cái hoàn cảnh của em Vương á quý vị là nó khó cái này quý vị giờ mà có giúp cho chú làm cái việc gì nó cũng khó lắm. Bởi vì giờ chú thì bị như vậy đây, giờ giống như đi làm gì thì chú không có đi làm gì được rồi. Ai giống như bình thường như con cũng gặp quen rồi chứ còn những người lạ đó anh Phúc, họ thấy họ cũng ngại là ví dụ như phụ bếp hay là làm cái gì hay là nấu ăn hay là đi bộ vệ hay là bất cứ ở đâu đi họ cũng hơi ngại tuyển dụng đúng không chú? Nó tốn là vừa chú là không họ không có kêu đi giúp việc được mà có chuyện gì tới chuyện ngồi đồng thì chú không có sức khỏe luôn á na mà chú vẫn thăng ri giống kêu đi luôn. Con làm ở ngoài ruộng là bữa nay là anh biết Phúc biết sao không là xuống dưới bùn thì sao lại đi được trời trước vậy đó mà chú cũng vẫn đã có đợt nào đó con vô đó chú mang cái bình thuốc mà phun thuốc á, thuốc cỏ rồi đó, để mà đi phun luôn á. Anh thấy những cái vết thương như thế này mà nếu mà mình đi ra ngoài đó thì nó sẽ càng nặng hơn đó anh. Rồi chăng của chú này quý vị thấy là nó thật sự quý vị ở trong cái video thì hãy nghĩ rằng cả nhà chắc xem mà thấy cũng hơi bị sợ rồi đúng không? Nhưng mà ở bên ngoài nữa kìa, chân hơn nữa đây này, cục này, đây này, không biết. Còn Vương nữa, Vương thì nó bị nhẹ hơn ba nhưng mà có thể tương lai sau này Vương cũng bị nặng đó nhưng mà
Hải cũng hy vọng rằng là có cái phép màu đó đến với lại hai cha con, và đặc biệt là cho em Vương quý vị, để vì ừ, em Vương còn có tương lai rất là dài. Đau không? Dạ cũng nhất luôn hả? Dạ. Ừ. Cũng rem miết vậy hả? Dạ. Anh thấy cái tay của Vương này nó bị rút hết lại mà nó vẽ nó học rất là tội nghiệp anh hiểu không? Ồ. Cầm cây bút thì cũng khó chứ phải giỡn đâu. Dạ. Vương cầm cây bút cầm kiểu gì Vương? Cũng bị như vậy Vương cầm sao? Cầm hai ngón hả? Dạ. Vậy nó mà vẽ rất là đẹp anh thấy không? Đây này. Cầm hai ngón tay mà vẽ công nhận thấy cái bức tranh có hồn ghê luôn á. Ừ. So với cái con cầm cái tay lên đó Vương. Đây này, cái tay cầm sao? Cầm cái viết vậy mà vẽ. Ừ, cầm ở hai ngón hả con à, Vương à? Ủa mà con hồi Vương có đi thi không Vương? Ý là mình vẽ mình thi ở trên chứ anh nói thi tỉnh à, thi tỉnh đó, được giải nhất giải nhì không đó, thi tỉnh quận Nam mình đó. Vậy hả? Thi tỉnh quận Nam đó. À, thi tỉnh. Ồ. Không chứ không phải là thi từ huyện đâu. Nó vô huyện qua giải nhất, vô thì huyện thi được bóng qua giải nhất kỳ đó rồi về thi tỉnh, nó đưa ra thi tỉnh, huyện đưa ra thi tỉnh. À, tỉnh là được luôn. À, nó đoạt giải luôn. Đoạt giải luôn hả? Ừ. Nó vẫn đem về cho xóa. Chứ anh thấy cái bằng khen kìa. À, đây nè, đúng rồi. Vẫn đem cái thành tích về cho xóa thôi chứ. Mới năm vừa rồi nè. À. Phép màu nào cho em tác phẩm Nguyễn Đức Vương ơi, thôi em phải cố gắng nha. À, cố gắng học đi rồi anh chia sẻ, cũng mong rằng là có cô chú anh chị quan tâm. Ồ, tuyệt vời quá, được giải nhì tỉnh luôn á. Ừ, đúng rồi. Quá chừng giải đó anh à. À, dạ chú ơi, hôm nay thì con cũng đi ngang qua con gái thăm heo hoàn cảnh của hai cha con đó ha. Dạ thì con cũng thay mặt cho cô chú Ánh Lan và cha Benji. Thì hôm trước cô chú cũng gửi 100 đô cho hoàn cảnh của ba chị em Tí Hòn đó ha, ở Nam Trà My. Thì hôm nay còn 100 đô thì con cũng gửi cho hoàn cảnh của hai cha con em Vương. Đó là đây, con gửi là 100 đô là 2 triệu 300. Hồi trước là con đổi là 45.000 đó, giờ là con gửi 2 triệu 350.000 nha. 1 triệu 2 triệu 300. À dạ 50.000. Rồi con xin thay mặt gia đình cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Thì chú có đôi lời gì chú chia sẻ đi ạ. Chú trước mắt chú cũng có đôi lời gửi đấy, như có anh chị ở nơi xa cũng có gửi gì cho chú em hở. Yeah. Một món quà cho hai bố con đang có hoàn cảnh khó khăn và cũng bệnh tật, nhưng vừa em cũng không cho mạc, nhưng mà vừa em cũng gửi đến đâu làng cho chủ em hả, là với hai chú là cũng có đâu lời cảm ơn mấy anh chị và ông bà cô bác, cũng có đâu lời chúc sức khỏe anh chị và luôn luôn được khỏe. Dạ mừng quá, đứng cái chân rồi. Dạ đứng cái chân của chú đứt ruột luôn đôi thiệt thấy. Cố gắng học em Vương ha. Dạ. Anh chia sẻ cũng hy vọng các cô chú sẽ đồng hành cùng với lại Vương. Bởi vì mấy năm trước thì Hải cũng chia sẻ hoàn cảnh của Vương lúc đó chưa dịch luôn á chú ha. À. Sau khi mà dịch rồi thì Hải cũng cái kênh YouTube của Hải quý vị nó mất đề xuất do dịch là mình không đi chia sẻ được đó. Thường thường quý vị YouTube mà làm là phải làm liên tục. Chứ còn mình làm mà mình bỏ cơ khoảng tuần hai tuần là đã mất đề xuất rồi anh Phúc. À. Còn mình bỏ hồi xưa là nặng, mình nặng quá em bỏ đến 5 tháng luôn, xong rồi cái đi làm lại cái bỏ, nói chung là cũng 2 năm đó thì không có đi được, nên là mất đi sức, nên là hoàn cảnh của hai cha con em Vương giờ mà Hải có đăng lên thì cũng không được bao nhiêu người xem hết chứ. Cái thời đó thì lúc đầu tiên thì có nhiều cô chú anh chị biết xem, có nhiều cô chú anh chị giờ là video nó không đi sức đó, cô chú anh chị hỏi ủa sao mà lâu nay không thấy hoàn cảnh của hai cha con em Vương. Nên là Hải cũng hy vọng rằng qua cái video này Hải chia sẻ lên thì cũng được cô chú anh chị mình chia sẻ lan rộng giúp cho Hải ha, để nhiều người biết đến, giúp cho em Vương một cái tài năng mà như cô chú anh chị Hải cũng đã từng chia sẻ là em rất là giỏi về vẽ tranh đó quý vị ha, học rất là giỏi luôn, họa sĩ đó. Vương thì cũng có một cái mơ ước là em sẽ thi vô trường để học thiết kế đồ họa đó quý vị. Dạ. Rồi Vương có đôi lời gì muốn tâm sự không Vương? Có gì nói chú Hải đi không? Con có tâm sự là con muốn được đi học hay là sao đó ha. Em muốn được đi học rồi em muốn được trở thành một nhà thiết kế đồ họa hay là gì đó ha. Dạ, chú Hải thì con cũng xin cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ cho con để con thực hiện ước mơ, và con cũng muốn được đi học để sau này trở thành một thiết kế đồ họa. Con xin cảm ơn.
kinh. Là bữa sau con làm việc riêng máy tính đó hả con? Làm cái nghề đó đó. Thì vẽ thôi. Giờ Vương thì Vương cũng có máy tính rồi, chưa có mua cho Vương đây. Lâu lâu thì Vương cũng lên đi nói Vương xem đi học. Vậy. Bây giờ mấy cái nghề nó đang hot lắm anh. Ừ. Nhưng mà nói chung là em cũng có tài đó. Em mà cũng hết có tài luôn á chứ. Vẽ mà nó dễ nhất chị nhì mà bị cái tay như vậy mà ở huyện, ở tỉnh mình chứ không phải là ở huyện nha. Dạ. Này mà trời mưa nước nó rịnh hết vô trong nhà con hả? Dạ. Em ha. Đây nãy hồi xưa giấy khen của Vương là hình như cái nào anh phúc vô chấm thấm giống như chú Nhi á. Là để câu tại vì mình sắp xếp. Nó đủ duyên á, phải không? Thì anh vô nên giúp cho. Trời mưa là cái này là nước nó chảy vô trong nhà nó ẩm ẹt mà. Này. Hồi xưa là Vương treo cái chiếc khen này nè anh này. Nó là một dải dài đó bé luôn đó, nhưng mà bị thấm quá là gỡ ra. Lấy thấm quá cái là hư tranh luôn vậy. Không có cắt ở đâu nữa không? Để thì có gì đó. Là... Cắt ở tranh ở đâu? Dạ. Cắt ở đem ra cho cái chú không? Không? Là rút ra không? Sao sao? Bàn khen của nó. Ý là chiếc khen hồi xưa ở đây rất là nhiều. Đem ra mà thấm hư hết rồi gỡ. Đó. Thì nói chung là thôi để có nào đó có duyên thì con vô giúp cho. Dạ. Là để tụi con sắp xếp. Đấy là chống thấm cho nhà chú đó. Anh Phúc này anh chiên về với chống thấm đó chú ạ. Nếu mà có duyên thì Phúc làm cho. Dạ, Phúc làm cho chú chứ trời mưa là chắc ẩm dữ lắm ha. Chú cũng muốn dừa thì công thì nó cũng cây dừa tối nó nằm dưới đất nên nó ngủ đây. Rồi cũng không có điều kiện rồi vừa lộn vậy tầm mưa gió nó không thấm vô đang nhọt cái lá nó ướt cái lá mà vừa nó không kêu đây là giấy khay hồi xưa giá tường để mà nó sợ nó yếu ông trời bao nhiêu cái đây. Vương hồi xưa là Vương giấy khen của Vương là gì? Vương mới trích lại đúng không? Hồi xưa là giấy không có trích đúng không? Hồi xưa quá trời đi giấy khen Vương nhiều lắm. Nói chung là Vương học giỏi mà học giỏi đúng là thực sự luôn á, một tài năng, một nhân tài đây chứ không phải là mấy bên này. Dạ. Đây này biết bao nhiêu cái này, gì đây là học sinh giỏi này. Rồi là đây này. Nhiều lắm. Ồ trời quá trời giấy khen mà thôi. Giấy khen Vương nhiều lắm. Hiệu trưởng này chỉ là giấy khen quá trời giấy. Ồ trời tính không hết luôn á, chứ bao nhiêu người nhiều có cái con không có nè, giải nhắc luôn nè. Đọc giải nhắc nè. Này. Nói chung là vẽ tranh mà ở huyện thì Vương là dễ nhất hết á, nhưng mà tỉnh thì dễ nhì. Đúng rồi. Có cái gì nhất? Vẽ tranh là thì dễ nhất không à. Huyện là coi như là nhất ha. Còn tỉnh là được nhì. Quá đẳng cấp. Quá VIP. Ồ, dễ khen quá. Được cho triệu nữa nè. Vậy nên này hiếu học. Thôi vậy cố gắng học nha Vương chứ đừng có nghỉ học giữa chừng tiếc lắm Vương nha. Trời ơi, cái này mà tiệt hết chứ. Thì bây giờ có cái doanh nghiệp nào nó tài trợ hết cho con đi học luôn đó nhé. Đúng rồi. Quá giỏi. Nói chung là cái này là có doanh nghiệp. Nói chung là giấy khen là quá nhiều luôn nè. Đúng rồi. Cái này là nhà nào mà những cái ông nào mà gọi là nhà giàu á. Mà con làm biến học á. Là giống như là nhận thằng Vương này làm giống như làm con đỡ đầu quá phải không? Để làm gì? Để cho con đâu đâu theo. Thiệt chứ bộ quá giỏi luôn chứ đâu phải chuyện đơn giản. Giải nhì tỉnh rồi huyện là nhất rồi học giỏi. Nhưng mà điều kiện thì ha Vương ha. Nói chung là anh cũng rất là khâm phục cái nghị lực đó. Nghị lực của anh. Cố gắng Vương ha. Tuyệt vời. Mà cái tay của Vương Hải không biết thật sự quý vị là Hải cũng đau đớn trong lòng đó quý vị. Bởi vì hôm trước thì cũng có chú nói là sẽ đưa Vương đi vô Sài Gòn ấy, nhưng mà giờ cũng không còn có cơ hội nữa rồi quý vị ơi. Chú thì cũng bị đau ở Mỹ, chú không có về được Việt Nam. Dạ, thì hãy chia sẻ lên đây thì cũng mong rằng là có cái phép màu đó đến với em Vương quý vị. Tay của em giờ nó cong hết trơn rồi nè quý vị ơi. Mà em vẽ, em học rất là giỏi, mình không biết rằng là tương lai sau này của Vương thì cái tay nó có cong thêm nữa nhiều hay không. Mà nếu cong nữa nhiều thì mình vẽ hay là mình làm gì thì cũng khó. Mỗi năm thì mỗi công vô một đoạn đúng không Vương? Dạ, mỗi công. Cái tội thì Vương nhìn rất là hiền quý vị ơi, nhìn tội lắm. Nên là hãy cũng lâu lâu ghé thăm gia đình của Vương chút quý vị để cùng chia sẻ. Ồ, cái giấy này, cái giấy của Trung ương luôn nè, Hà Nội nè. Hà Nội ngày 12 tháng 5 2023 nè. Ban biên tập nè, tổng biên tập nè. Ủa cái này ở trung ương luôn hả Vương? Cái này là có nước hay là... Hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, đây nè. Trung ương đoàn này, thanh niên cộng sản.
Hồ Chí Minh này, báo thiếu niên Tiền Phong và Di Đồng này, à, Giái Tạng này, Giái Khang này, em Nguyễn Đình Vương này, lớp 9 trên 2 trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đoạt giải khuyến khích phần thi cá nhân, cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ năm 2022-2023. Cái này là quá đỉnh luôn, cả nước này. Được giấy được khuyến khích ha con em ha. Ồ, khuyến khích mà trên cả nước hả? À, đây này trên cả nước mà 10 giải của tổng mà. Cái có nghĩa là 10 giải khuyến khích hả? Dạ. À, ấy là có giải nhất, giải giải nhì, giải ba đúng không? Rồi giải khuyến khích. Nó tỏ lên không? Là 10 giải khuyến khích. Ồ, một trong 10 người gọi là trong ném mà tính ra nhất nhì ba đúng không? Rồi xong là 1 trong 13 người đây nè vô tới khuyến khích đó. Là cũng sát bên nhất nhì ba đó. Ông nhất nhì ba rồi 7 giải khuyến khích nữa đó. À. Mười giải khuyến khích. Đâu 3 giải hay 10 giải Phương? À 7 giải. 10 giải khuyến khích. À 10 giải khuyến khích đó. Rồi sát lên không? Quá đẳng cấp em ơi. Trời ơi. Cố gắng nha. Ồ hay quá. Cái đợt này chắc láng đi anh cầu để anh vô anh ái anh cầu anh sắp xếp thời gian vô anh giúp dạy cho em cái để cho hết thắm làm sơn lại cho em quá tuyệt vời như cái món quà tặng nha em vậy đó. Quá đẳng cấp luôn á, thiệt quá bất ngờ nè. Đôi khi cái giải nhì tỉnh á nó không bằng cái giải khuyến khích nào đâu nha. Cái giải nhì tỉnh đúng không? Cái giải nhì nó không giá trị bằng cái này đâu, cái này trung ương mà rồi trong cả nước luôn. Đúng rồi. Còn giải nhì là còn quyền nhất là cũng không có ý nghĩa gì bằng cái không? Cái này mới là dữ dằn nè. Cái này có được thưởng tiền gì không ạ? Cái này phải đi kiết lại nha. Kiết là không? Ồ. Trời ơi cái này kiết lại nha. Cái này phải có cái bằng giống như cái đó hả? Ừ. Để nó kiết là để cả nó không kiết là. Giấy khang là treo chặt nhà luôn. Đây là bức bữa cái này là gì đây? Cái bức tranh thi. Bức này anh vẽ đó à? Vẽ ra bức tranh vậy hả? Dạ. Ồ đây nè. Nhưng mà giờ là lúc nó in ra rồi chứ không phải vẽ đúng không? In ra, in ra này phải. Tôi che cái con dấu này. Bức tranh này ha. Nói chung là vừa rồi chắc Vương mà có những cái giải thưởng này chắc chú cũng mừng lắm ha. Chú cũng mừng con. À, nhưng mà chắc cũng lo nhiều đúng không chú? À, chú thì nói chung ra thì vừa chú cũng lo cho chú Vương. Yeah. Nó từ cấp 1 đến lên thì nó ăn học cũng được. Yeah. Cũng bằng khen được cũng giỏi rồi thì ra thì tỉnh thì huyện nó cũng đọt dở, vừa nó cũng đòi vô học có hết cấp 3. Yeah. Nhưng mà hoàn cảnh của chú thì nó cũng rất khó khăn. Bệnh tình cho ta cho người vừa nó cũng lửa lúa ra mà chú cũng không biết cái cách nào chú xa chữa. Yeah. Thì chú cũng vừa có anh chị rồi cũng có sự giúp đỡ cho cháu để chú đứng cho nó có một cái chú cũng có để lo cho chú em Vương đi học đó, chi phí lo cho em Vương nó bước vào lớp học của nó. Yeah. Nó có một cái cuộc sống. Dạ. Dạ. Như chú mà còn vợ ha, vợ chú hồi xưa thì có đâu có bị vảy nấy hay gì đúng không chú? À vừa chú nó bình thường nhưng mà ra nó bị ra ung thư nó mất đó cơ. Ồ. Vợ chú thì mất phải 5 năm rồi đó, 5-6 năm rồi. Hồi em vô là 6 năm, à 4 năm đúng không chú? Rồi 5 năm, 10 năm rồi. Ờ à, đúng 10 rồi, năm 4, rồi. 9, 10 năm rồi. Vừa có lúc nhỏ đó. Dạ. Cái hình ngồi nó thừa nữa. Dạ. Thì hoàn cảnh của chú quý vị, bởi vì hai cha con thì bị như vậy đây. Mà cũng không có ai giúp để mà giống như là nấu ăn này, làm bếp hay này kia đó quý vị. Nên thật sự là rất là khó khăn cả nhà ơi. Rất là khó khăn luôn. Mà hoàn cảnh như vậy thì vừa rồi chú cũng tâm sự là nhận được cái Vương nhận được cái mấy cái giấy khen bằng khen này quý vị. Lớp 9 thì lớp 10 đúng không Vương? Dạ lớp 9. À lớp 9 năm nay lên lớp 10 đúng không? Dạ. Lên cấp 3 đó ha. Dạ. Nhưng mà nhận những giấy khen này học sinh giỏi này rồi bằng khen của trung ương này quý vị ha. Đó, bằng khen mà để với trên kia đó. Mà giờ thì chú nói là vừa mừng mà vừa lo. Mừng thì con mình học giỏi như vậy mà lo là không biết rằng là con mình nó đi học như thế nào. Rồi còn tương lai ví dụ như học xong lớp 12 là đến cấp 3 nữa quý vị. Cũng phải học giống như Vương học giỏi như vậy thì lên đại học để học đại học đó quý vị. Đó thì cũng lo lắm. Chú thì giờ tuy là hãy nhìn thấy chú thì chú có rất là nhiều cái nỗi lòng đó quý vị. Nhưng mà chú nói không có nghe rõ. Giống như là chú
chú ứa nước mắt luôn quý vị ạ. Nhưng chú không nói ra được, bởi vì ở miền Trung Hải quý vị ơi, có rất là nhiều hoàn cảnh rất là đáng thương, nhưng mà không thể nào mà thổ lộ hết được cái cảm xúc để cho các cô chú anh chị hiểu được. Có những cái cảnh anh Phúc em đi chia sẻ đó, trời ơi em nói thật với anh là khổ lắm, họ khổ trong lòng lắm, nhưng mà họ vẫn tỏ ra một cái vẻ là họ rất là mạnh mẽ, kiên cường, nhưng mà hoàn cảnh rất là đáng thương, họ không thể nào họ vượt qua, nhưng mà họ vẫn cố gắng. Nhưng có những cái chia sẻ bây giờ anh biết sao không, bây giờ trên cộng đồng mạng thì cũng có rất là nhiều người họ muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, nhưng mà họ không tìm được những cái hoàn cảnh giống như là giống như hai gia con em Vương này. Thì nói chung á là hoàn cảnh của hai gia con em Vương thì ba của Vương thì nói chuyện đôi lúc cũng không có rõ, quý vị, ở miền Trung của Hải thì nói chuyện là rất là khó nghe, hoàn cảnh là vậy đó, nhưng mà không thể nào nói để mà cô chú anh chị hiểu, để mà bày tỏ hết được cái cảm xúc được đó quý vị. Nên là Hải cũng mong cô chia sẻ của Hải hôm nay với quý vị. Hôm trước á thì cũng có một chú á, cũng ở bên Mỹ á, nói rằng á, là lo cho hai gia con đi vô Sài Gòn chữa bệnh quý vị ha, bởi vì cái chi phí vô Sài Gòn chữa bệnh là đi lại vé máy bay này kia là tốn rất là nhiều á. Chú nói là chú về sẽ lo cho hai gia con em Vương là một tháng, xong rồi chú đi vô lại Mỹ, nhưng mà không ngờ là chú bị bệnh á chú anh. Chú cũng con của chú á, chụp ảnh gửi cho em gọi suốt không được luôn, thì có gửi cho em Vương này, này em nha, em gọi cho chú liên tục đó không được này. Đó nên là em quay lại cái video này để cho em Vương này. Đó. Ông ơi, ba cháu bệnh nặng này. Ba cháu bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện đó, chú đang nằm ở bệnh viện đó không? Thương chú kinh. Mà chú có cái tâm nguyện là chú về đây để mà chú giúp cho hai cha con Vương á. Mà vì Vương là nghỉ hè là Vương ở nhà đó anh. Nên là chú cũng hẹn tháng 6 chú đặt vé máy bay rồi đó chú Nhi à. Chú đặt vé máy bay rồi đó, chú đặt vé máy bay cách đó khoảng 6-7 tháng rồi đó, trước Tết đó. Để tháng 6 này về đây chở hai gia con chú về đây với em này. Nhưng mà cuối cùng là chú đó bị nặng nằm bệnh viện đó. Nhắn tin không được, con cháu chú nhắn tin cho con đó, con cho Vương biết đó Vương ha. Vừa rồi là Vương cũng có đưa cho ba xe mà đúng không? Dạ. Có đưa cô à. Con cũng cho hơi bố con cũng có nắm bắt được rồi, vì chú ông cũng bị quần nọn đa ốm rồi này kia, thì chú cũng có nói là vừa và chú biết nói khô thì chắc duyên mình cũng chưa đến thì thôi. Con cũng hy vọng rằng biết đâu hôm nay con chia sẻ có duyên nào đó giúp cho hai cha con ha, thuốc men là cho Vương này. Thôi chú cố gắng nha, con cũng vô đây thăm hai cha con chú chút là con cũng sắp xếp công việc con đi chỗ chú đó chú ha. Chúc chú mạnh khỏe nha. Trước mắt cảm ơn hai đứa con. Em hả, đó là chú. Thì cũng có gửi lời thăm hết các anh chị và cô bác. Cô bác và anh chị và cũng vô chúc sức khỏe giàu dù. Thì bố Vương cũng đứng lên có đâu là chúc chứ không bạn biết nói thôi. Rồi chú con thấy chú chia sẻ vậy là cũng ok rồi đó ha. Chú nói chuyện cũng hơi khó nghe cả nhà ha, nhưng mà thông cảm hết cả nhà ha. Vậy Vương ha, cố gắng học đi nha Vương. Có gì alo cho anh Hải biết rồi. Rồi anh Hải chào Vương nha. Rồi chào chú luôn ạ. Rồi con chào cả nhà luôn nha. Rồi con.